よっしゃ。Con cụ đuôi đang mọc luôn người à? Bằng cái con này là cụ đuôi à? Ừ. Ngáy rồi. Ui sáng về con tít. Đúng rồi. Con nào mỏ khít là giọng kim, còn con nào mỏ hở là giọng thổ. Con kia nó ấp nó vẫn gáy. Nó gáy nó ấp nó gọi con cái về. Kia mải áp 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 kia đúng không? Đúng rồi, áp ngày đầu tiên nó không xuống đâu. Con bây giờ phải con này đi thay. Ừ. Mình thấy nó sống khỏe nên mang về đấy. À. Con này là, ở xa tí dí con này vào thì nó gáy rồi.